Rồi các bạn nào mà chưa tạo được database này, chú ý lại giùm thầy. Thầy đã chuyển cho các bạn cái cơ sở dữ liệu quản lý bán hàng SQL. Tức là trong này nó có các cái đoạn lệnh mà nó giống như là hồi nãy thầy tạo bằng tay. Thì trong cái SQL Workbench. Hello. Nói bạn nhìn lên bảng giùm thầy coi. Tắt thì nói dư. Rồi tập trung đây cái. Hôm trước thầy đã chuyển cho các bạn cái cơ sở dữ liệu quản lý bán hàng SQL. Và các bạn chỉ cần thực thi nó thì nó tạo ra cái cơ sở dữ liệu này. Nhưng thầy chỉ chạy một phần thôi, thầy không có chạy hết, được chưa? Đó, như vậy thì trong cái phần mà chèn cơ sở dữ liệu cũng không có luôn, thầy chưa chạy luôn. Thì ở trong này các bạn sẽ chọn vô đây Open SQL Script và các bạn chọn cái cơ sở dữ liệu quản lý bán hàng ra. Mà các bạn muốn như vậy đó thì các bạn phải chạy cái này ngay từ đâu? Ngay từ SQL Workbench và bạn chạy cái này nè, được không? Chứ còn nếu như mà bạn mở trực tiếp cái file SQL thì các bạn không thực thi được. Lý do là các bạn chưa connect vào cái server. Bạn phải mở cái Microsoft SQL, xin lỗi, MySQL Workbench này, rồi bạn phải chọn vô đây Local Instance thì các bạn mới vô đăng nhập root admin password. Ok, lúc này các bạn sẽ thấy là bên này mình không có cơ sở dữ liệu quản lý hàng hóa, đúng không? Chọn vô đây open ra quản lý bán hàng. Bây giờ chúng ta sẽ có cái lệnh create database, thực thi nó. Còn nếu như các bạn không chọn, các bạn bấm thực thi là nó chạy từ đầu đến cuối luôn. Mình nên thực thi từng phần để mình nhìn nó. Bây giờ chỗ này ở bên trái này mình không thấy, các bạn bấm refresh lại một lần. Đây quản lý bán hàng, nhìn bên trong people không có gì hết, được chưa? Tiếp tục nào, nếu như ở chỗ này các bạn chọn create table, chú ý nè, các bạn bấm vô create table, các bạn bấm vô thực thi. Dưới này, chú ý nha, nó tạo vô đâu? Trong quản lý bán hàng, refresh lại, table cũng không có. Nó tạo đâu vậy? Tạo ở quản lý điểm, bởi vì quản lý điểm mình đang chọn, vậy là sai rồi. Vậy chỗ này bạn phải chọn cái lệnh là view quản lý bán hàng. Mình đổi qua cái này. Đổi qua cái này là đang là current, là cái cơ sở dữ liệu đang chọn. Rồi mình create table, refresh lại. Đây, có khách hàng. Rồi tương tự như vậy, chúng ta sẽ create nhân viên, sản phẩm, hóa đơn, chi tiết hóa đơn. Thực thi. Tất cả thực thi xong là nó màu xanh. Còn nếu mình bị lỗi là nó màu đỏ. Như vậy mình refresh lại. Đây, bảng của mình đã được tạo. Bây giờ muốn nhìn màu đỏ không? Chọn lại cái bảng này, create một lần nữa. Đỏ. Nó báo là bảng đã tồn tại, không có tạo lại. Được chưa? Rồi tiếp tục, từ hồi nãy trở đi là chúng ta đã thực hiện cái tạo quan hệ giữa các bảng và sau đó tạo diagram. Đúng không nào? Muốn xem phần đó thì xem video lúc nãy. Rồi chèn dữ liệu vào thì các bạn dùng insert into khách hàng giá trị là gì. Thì ở đây có sẵn, các bạn chỉ cần chạy ở đây trong bảng này nè, bảng khách hàng. Mình chọn ở trong này, mình muốn nhìn thử xem cái bảng này nó có dữ liệu gì. Thôi
Đây không có gì hết. Không có ha. Mình sẽ qua cái phần thực thi. Mình chạy insert khách hàng, chạy báo xanh. Như vậy khách hàng của mình là đã có dữ liệu rồi đó. Qua lại đây, mình thực thi câu lệnh select sao from quản lý bán hàng chấm khách hàng thực thi. Đây, dữ liệu của mình có rồi. Được không? Và tổng cộng có 24 dòng trong dữ liệu của mình. Và tương tự như vậy, các bạn có thể là tạo cơ sở dữ liệu cho các bảng khác bằng cách các bạn thực thi các câu lệnh ở dưới này. Như vậy, tất cả các bảng của chúng ta đã có cơ sở dữ liệu. Các bạn sẽ select row limit 1000. Đây, dữ liệu của chúng ta tạo, nó đã có ở đây. Dễ hay khó? Dễ. 10 điểm không khó nha. Tất cả những gì các bạn làm, thầy đã cố gắng làm rõ nhất để các bạn có thể theo dõi.